Thùy Tiên bắt trend nhạc Tết, dân mạng bất ngờ gọi tên Quang Linh. Mới đây, trên TikTok cá nhân, Thùy Tiên đã đăng tải đoạn clip chia sẻ khoảnh khắc nàng bắt trend nhạc Tết cực hài hước, kèm theo đó là dòng trạng thái sợ Tết quá mấy bà, nhanh chóng thú sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong clip trên nền nhà của Bích Vương người đẹp xài thành Lip xin theo lời bài hát và quay cận mặt với biểu cảm không thể hài hơn khi tỏ ra vô cùng hoang mang với việc Tết đến quá nhanh không kịp trở tay có thể thấy, thủy tiên liên tục thể hiện cảm xúc sợ tết qua các hành động đáng yêu như cau mày, nhăn mũi, khiến cư dân mạng tan chảy trước sự dễ thương này. cây hài thủy tiên cũng khiến người hâm mộ được phen cười ngã ngửa trước khoảnh khắc cô nhép sai lời bài hát. sau khoảng thời gian đứng hình mất 5 giây, nàng hậu đã nhanh chóng bắt lại nhịp bằng một nụ cười tươi vô cùng rạng rỡ, với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng tính cách hài hước, người đẹp chín x khiến người xem không khỏi sao xuyến, càng không nỡ rời mắt khỏi màn hình. Dù đoạn clip chỉ mới được đăng tải ít phút mà đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người đã không tiếc để lại lời khen cho nhan sắc và sự dễ thương của Thùy Tiên. Bên cạnh những lời bình luận khen ngợi nhan sắc Thùy Tiên, một một số netizen bất ngờ gọi tên Quang Linh Vlog. Nhiều người không tránh khỏi sự tò mò phải chăng cả hai đã đi đến thời điểm chín mùi và chuẩn bị công khai hái quả ngọt. Thực chất đây chỉ là câu nói trêu đùa của những người quá yêu mến và muốn đẩy thuyền Thùy Tiên Quang Linh mà thôi. Vừa qua Quang Linh đã đáp chuyến bay về Nghệ An ăn Tết cùng gia đình. Vì vậy, việc dân mạng trêu chọc Thùy Tiên, Tết về ra mắt nhà nội Nghệ An vui quá rồi còn gì nữa hoa hậu ơi, và nhắc tên Quang Linh dưới đoạn clip TikTok cũng là điều dễ hiểu.